Ở đây từ siêu cũng thấy một cặp ghe nó đang chạy vô. Ồ, vô ăn Tết rồi nha, vô đón Tết 2023. Chiếc cái khẩm quá. Gắn gà đa. Đẹp ha, hai chiếc chạy kế bên nhau đẹp ha. Phê. Thích lắm. Nhìn giá cao là mình mê. Quá đẹp ha. Hai chiếc nó chạy song song với nhau á. Nhìn đẹp quá. Chạy máy Cummins K38 không? Rồi qua mặt luôn. Qua mặt luôn. Chiếc ghe lưới bao. Lưới bao của Vũng Tàu. Cảnh đẹp ha. Thích cảnh này thiệt. Mê. Tàu cá thì muôn màu muôn vẻ lắm. Có người thích màu này, có người thích màu kia. Ôi đủ thứ chuyện trên đời. Nhằm ông chủ họ kỹ, họ xài inox không luôn. Cái này cái bô lửa nó phía sau lái á, đã lắm. Lúc trước mình có quay rồi, hết clip rồi. Cái này ngang là 5 mét mấy. Ồ, cái này là của nghiệp đoàn Hải Đăng. Chế đủ thứ luôn thấy không? Truyền nước vô bô lửa để cho giải nhiệt á. Wow, mở dây rồi đó. Vô luôn lên đây. Nước còn đang lớn. Wow, khẩm. Chiếc này hiện tại theo tùy siêu đoán á, là nó đang chứa hơn 100 tấn nha. Chứa hơn 100 tấn đó quý vị. Chắc chắn là vậy. Hai mái đèn, đền bè gió, có nuôi một em chó mực nè, giống ghe bên mình. Xa đơn, xa dây cua ro. Cô xài lái thường, không có xài lái ben thủy lực. Đẹp quá ha. Tàu đực đây. Đây cũng bự. Tàu lực này 6 mét trở lại à, không có quá 6 mét đâu. Xa đơn không à, Dũng Tàu ít xài xa đôi lắm. Dũng Tàu khác Kiên Giang của mình nhiều. Thích 12 tuổi rưỡi. Thích hợp số 12 tuổi rưỡi lắm. Khẩm kéo sóng à. Cậu bốn chân. Cái đà bạn nó quay luôn á, cảnh đó mới đẹp ha. Cabin này có 2 tầng à. Cào chiếc nha, cào sim đó. Cào sim của Patri. Cậu ba chân à. Cái này ngang 3 mét mấy ha. Bến Tre 3220 TS ở 4 số. Dài 13-14 mét. Chạy vô bán đồ.
Tết năm nay ngư dân của mình thì kiếm tiền không được nhiều cho lắm, nhất là nghề cào á, cào chiếc, cào sim á, tại vì giá dầu nó lên. Còn mấy nghề khác thì đỡ hơn. Nghề lặn thì khỏi nói, lặn thì ít tốn chi phí lắm. Người cào chạy đêm mấy trăm dầu,